Hello, xin chào mọi người, mình là Han đây. Thì chủ đề của video hôm nay là server đặc biệt, server 610. Thì đáng lẽ ra nếu như server đặc biệt cũng như server 590 hoặc server 600 thì tôi cũng chả có gì mấy quan tâm. Nhưng mà trong server đặc biệt này có một cái rất là quan trọng mà tôi phải làm cho mọi người. Tôi không biết là cái nước đi này có đúng hay là không, nhưng mà cái nước đi này tôi hơi thấy cống cống và tôi phải làm video với anh em mà. Thì thường là như những sự kiện server đặc biệt thì sẽ có những pha kích nạp hoặc là những pha làm hình chích lõ cho server đặc biệt. Nhưng trong server đặc biệt này sẽ có một cái mà mấy anh em không ngờ tới được là đu tớp lực chiến. Ngày xưa nếu như mà đu tớp lực chiến cái thời đại của tụi tôi á, thì đu tớp lực chiến thì mấy anh em sẽ nhận được là siêu tuyệt kỹ của Samurai V1, hoặc là bây giờ mấy anh em đu tớp lực chiến thì mấy anh em sẽ nhận được đá anh hùng hoặc đá quái nhân. Nhưng không, trong sự kiện đợt này ở tại server 610, sau khi kết thúc một cái tết gọi là con rồng khá là bùng nổ, thì trong sự kiện server đặc biệt 610 thì mấy anh em sẽ nhận ở đây là đá thức tỉnh hiệp sĩ cơ động. Đá thức tỉnh hiệp sĩ cơ động, và chỗ này là nhận được thêm là một con hiệp sĩ cơ động luôn, nghĩa là bạn vừa có hồn mà bạn còn vừa có tướng. Ở người top 2, top 3 thì bạn chỉ nhận được là đá thức tỉnh hiệp sĩ cơ động một, đó là một cái hồn và hai rương chọn trang bị và một con hiệp sĩ cơ động. Ở từ top 4 tới top 10 thì chỉ nhận được con hiệp sĩ cơ động không. Đầu tiên để mà nói vấn đề như thế này, thì bản thân trong cái sự kiện này thì thực sự là ở server đặc biệt con DK này tôi không biết ngài phải cần cái suy nghĩ gì không, nhưng mà ra DK thực sự quá lỗi. Tại vì sao? Tại vì từ giai đoạn server mà tính như hình như server không có DK thì cũng server 590, mà tới thời điểm hiện tại rồi là khoảng cỡ tầm 20 cái server mà không có con DK, mà trong khi đó ra server đặc biệt server 510 có con DK tặng server đu tớp. Vậy những server sau server 510 sẽ như thế nào? Thiệt, thực sự nếu mà mọi người kêu ừ cái này chỉ có tớp đấy thôi, rồi những người tớp server khác như thế nào? Hay là sau này những server đặc biệt khác đều sẽ có sự kiện cho đá thức tỉnh hiệp sĩ cơ động? Tại vì bây giờ con mực nó đã nằm trong chữ ưu đãi rồi, thì con DK không thể nào nằm trong chữ ưu đãi được. Thì mới ra những hình thức như thế này thì những server ở phía sau sẽ như thế nào nếu như mà đu top ở dạng top, ở top server bình thường khi mà gặp server, hoặc là đi đánh chiến khu liên hợp? Tại vì thực sự là bây giờ là mà cho cái số lượng đá tôi cũng không hiểu nữa. Ví dụ như tự nhiên top 1 mà cho mẹ 3 viên luôn đi là lên được ở quách trên 2. Không, top 1 cho đúng hai viên đá thức tỉnh hiệp sĩ cơ động, chỗ này là chỗ này là cho 2 viên, thiếu 1 viên. Rồi chỗ này top 2 thì top 2, top 3 thì được 1 viên, ok vừa lên, trong chỗ này thiếu 1 viên, còn 1 viên nữa đâu thì cũng không nói. Đấy thì câu chuyện này nó sẽ rất là khó, trong cái phần quà này nó bị lấn cấn rất là nhiều. Và tôi biết là cái đá thức tỉnh hay là cái này có code lộn cái này hay là cái hồn gì hay không. Thì cái đá thức tỉnh trong đây mọi người tưởng là cái viên mảnh đúng không? Không, ở trong in game á, thì nó cái viên đá thức tỉnh ở đây thì nó sẽ là cái viên này. Rồi mình dùng đi cây ha, đây là con đi cây, đây là con hiệp sĩ cơ động nha. Thì con hiệp sĩ cơ động thì cái viên đá thức tỉnh của nó sẽ là cái viên này đây. Cái viên này đập lên là đúng, đập đúng của nó luôn là đá thức tỉnh hiệp sĩ cơ động. À, ngày xưa tôi hay gọi là cái hồn đó. Còn cái này, cái viên này nè, cái viên này thì nó ghi là đá thức tỉnh anh hùng. Thì khi mà cho cái này ở siêu mới, thực sự mà trong thời điểm mà có hai cái mà Vinagame cái này thực sự tính toán rất là hay. Đầu tiên chi viện anh hùng, chi viện anh hùng sẽ là chi viện anh hùng của quái nhân, thì mấy bạn không có thể nào nạp tiền mua dòng quay dùng đô để mua đá như bát đợt trước. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà ra con hiệp sĩ cơ động là server 610, ở trong cái phần đây server 610 mấy em coi ha, coi kỹ à. Server 610 là sẽ tính sự kiện này bắt đầu từ ngày 29 nha, là ra chính là lúc là khoảng đến ngày 6 tháng 3 thì vẫn nằm trong khoảng thời gian ra con đen bóng. Nó vẫn nằm trong khoảng thời gian ra con đen bóng. Thì ra con đen bóng bạn có thêm cho hai sự lựa chọn: một là mua đá một viên 600 nghìn ở trên bay.vin.vn để lấy 1 viên đắp vào cho con DK, tại vì một con tướng nó cần tới 4 con 4 viên đá lận, ok, nó cần 4 viên đá anh hùng lận. Thì khi mà 4 viên đá anh hùng đó, một là bạn quay bạn mua ở trên VIP bay, hai là bạn bạn lấy đá từ sự kiện quay con đen bóng để bạn đắp vào cho con DK. Mà khi mà đắp vào con DK mà thực sự khi mà có đen bóng vừa con DK nữa thì server 610 gần như là vua, thì sự vua luôn. Tại vì cái này đa số là sự kiện đu tớp lực chiến là bạn nhận rồi, nó không phải là sự kiện nạp. Nếu như nó là sự kiện nạp, nhưng mà nói nếu như nó là sự kiện nạp thì ok, bố mày cũng tiền, bố mày đu được. Nhưng cái sự kiện đu lực chiến này nó ảo ma lắm, tôi nói vì sao nó ảo ma.
Tại vì nha, nếu như bạn đu lực chiến nó là một cái gì đó là bù phép, phải gọi là chích lõ, hay là có rất nhiều cái để bạn tăng lực chiến. Và rất nhiều người chơi server cũ hoặc là nhiều chơi thâm niên đi, họ có một cái chích để lên lực chiến. Hoặc là ví dụ như là bạn quay đồ, bạn mỗi ra hơn là tấn công bằng trăm tấn công, HP bằng trăm HP, thì lực chiến bị sẽ lên rất là nhiều, đặc biệt về mấy cái gói nạp tỷ tăng sao này nữa. Cho nên là đây là cuộc chiến không phải bạn dùng tiền, mà bạn cũng phải dùng với gọi là cái trình độ và cái trí tuệ tính toán gói nạp nè, rồi trang bị nè, và chưa kể nha, và chưa kể tôi chết trên đây là cái gói nạp ở đây là cái sự kiện này kéo dài đến ngày 6 tháng 3. Rồi bây giờ mình ra ngồi trang sự kiện đi ha, mình coi lại. Và bây giờ chúng ta sẽ ngồi chết cái gói Zalo Bay, là gói đầu gói Zalo Bay thằng tuần 4. Thì cái sự kiện đô ở đây tôi ai à đây là gói Zalo Bay thôi, chưa có đô. Thì để tôi coi tôi chết lại cái gói trang đô mấy anh em. Trang đô là trang 2 đúng không? Để coi, đây quà ưu đãi x2 phiếu. Thì cái sự kiện ưu đãi x2 phiếu là như nó kéo dài à hơn quá, nó kéo dài tới ngày 28, là ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Ngày 29 là hết x2 đô, thì mấy anh em mới dùng x2 đô để xài cho in game, để quay con Buri Buri. Tôi tưởng đâu là nó kéo dài tới 3 tháng luôn. Hơn mấy anh em, mà ngày 28 hôm nay là kết thúc rồi. Ok, nói chung là nó còn cân bằng lên chút xíu mấy anh em. Rồi thì mấy anh em sẽ vừa combo là quay, là mấy anh em nào chơi ở server đặc biệt server 610, thì bây giờ nếu mà cuộc chiến mà để lấy cái hồn của DK này là một cuộc chiến thực sự rất là căng nha mấy anh em. Tại vì nó là ba người, chỉ ba người được chọn thôi, người top 1 nè, người top 2, người top 3, là ba người. Thì cái việc đu lực chiến này nó rất nhiều cái để mà ngồi mà làm. Vừa là phải trang bị nè, vừa bạn đắp trang bị nè, đắp tướng nè, đắp cốt trang bị nè, tăng tỷ tăng sao nè, rồi tài nguyên nè, chạy ESP nè, chạy cấp nè, rồi mua gói Zalo Bay nữa thời điểm nào nè. Nói chung là sẽ rất nhiều cái để mà cho mấy anh em chơi trong cái thời điểm server này, vừa phải nạp tiền nhiều mà còn vừa phải tính toán nữa. Thì nhưng mà tôi không biết là sau này sự kiện này có xảy ra đều cho những server đặc biệt ở phía sau hay là không. Nhưng mà nếu như chỉ server đặc biệt 610 không thì thực sự nó hơi mất cân bằng. Nó cũng giống như cái câu chuyện server ngày xưa là server 500 với lại server 510 vậy. Số 10 nó được nhiều ưu đãi không mấy anh em à. Cái này tôi cũng không biết, cái này tùy do nhà phát hành làm mà thôi. Còn về người chơi á thì mọi người sẽ có một cái cách mà đu sự kiện khác nhau. Rồi ok. Cái này tôi thấy thì server đặc biệt này tôi thấy là hơi hạt. Không biết là anh em nào ai sẽ là ba người. Tại vì cái này là đu top được chiến mấy anh em, mà tôi nghĩ là sẽ ba người, sẽ chắc chắn có được ba người sở hữu con hiệp sĩ cơ động, con hiệp sĩ cơ động SR cộng và co, rồi là co đi cây, tôi gọi là co đi cây đấy. Thì ok đấy, thì cái này là đá thức tỉnh nha, nó ghi chỗ này là đá thức tỉnh hiệp sĩ cơ động nha, là chắc chắn là cái hồn rồi chứ không phải là đá anh hùng. Rồi ok đấy, nói chung là khá là dữ dội. Hôm nay mấy anh em nạp ở đây, nạp với hẹn giờ nè, được nạp hòn trả quy đổi nè, rồi đủ thứ hết. Nói chung là không phải cần lo về chơi co video hay thứ gì nữa, mà chưa kể trúng tháng của con điện bóng nữa. Con điện bóng nó ra nó còn gia tăng thêm 55% giá trị lá trắng khi mà đặt vào đội hình nữa, thì đúng là như cá gặp nước luôn. Chơi server mới mà vô nhìn coi đi cây full 15 chấm, trời ơi mày, tôi không hiểu cái chuyện gì nó xảy ra ở đây luôn. Thực sự quá lỗi mấy anh em ạ. Ở trên trang ngồi ra đây là còn công bố luôn là ngày 29 thì sẽ chiêu mộ con điện bóng hết rồi, thì có thông tin hết rồi ha. Thì khi mà đua top trong sự kiện, gần như nếu mà ai chơi ở server 610 mà con điên bóng một quýt cần 2 siêu kỹ cộng kèm con Buri cơ đi cây thì gần như vô đối luôn rồi. Rồi nói chung là sự kiện này khá là kinh khủng. Nói chung là ai mà đua được top ở sự kiện siêu mới như thế này thì thật sự hay. Và tôi không biết là cái nước đi này có phải là nước đi đúng đắn của nhà phát hành hay không, nhưng mà cái việc mà ra cái sự kiện đua top lực chiến như thế này á, thì theo tôi nghĩ là server đặc biệt nào ở phía sau cũng phải có, thì server đặc biệt cũng phải có. Nhưng mà nói như thế này thì đặt câu hỏi ra là nếu như mà chơi siêu bình thường thì sao? Thiệt, chơi siêu bình thường thì hơi bất công cho người chơi thường của nó gọi là nó phân biệt người chơi của mấy anh em à. Thiệt thực sự nếu mà ra như thế này thì nếu như chơi trong server ok, anh chơi siêu đặc biệt chấp nhận, vậy rồi người chơi thường thì sao? Đấy, người chơi thường mà người ta không đu được top sự kiện, người ta không có coi DK thì sao? Thì nó hơi mất cân bằng mấy anh em ạ. Vừa cơ bây giờ đã nạp, gần như nếu như mà nạp đã đu xong top 1 đó nha, mà lấy con điên bóng một Wacken 2 nè, con Buri Buri nè, rồi cộng kèm thêm đu sự kiện nữa, là mấy anh em gần như là một nửa con mực rồi. Mà nếu như siêu mới mà cộng nạp đủ con mực nữa thì tôi không biết cái khủng khiếp cỡ nào. Này tôi chưa bao giờ tôi hình dung ra được. Tại vì từ đó đến giờ khi mà tôi chơi luôn á, thì chưa bao giờ mà ai chơi tối ưu được hết cả sự kiện siêu đặc biệt.
kể cả đợt con skin mà có cái sự kiện mà Phật Motion đó, sự kiện mà nạp được gần 50.000 kim cương với lại hòn trả 170 mấy ví đen ấy, thì cũng chả có ai ai làm được, cho nên là đa số thì nhìn thì nói thì nó sẽ rất là hay nhưng mà khi vô thực tế thì không biết sẽ như thế nào. Nhưng mà ra cái này thì không phải là móc nạp mấy em, cái này là móc móc lục chiến, cho nên là nó sẽ dễ hơn so với cái móc nạp so với những sự kiện trước. Rồi, ok, đấy mấy anh em nào chơi server 610 thì mấy anh em chuẩn bị một cuộc chiến khốc liệt đi. Đấy, rồi ok, chào mọi người, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Thì thông tin này tôi thấy từ sáng rồi, bây giờ tôi làm xong thông tin hết thì tôi mới vô mọi người tôi coi tôi quay. Rồi, ok, chào mọi người.